Chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với bản tin 18 giờ 30 phút của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Tôi là anh Thắng, rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong 10 phút của bản tin ngày hôm nay. Bản tin đang được phát trên sóng truyền hình cũng như các nền tảng số của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện chỉ thị số 36 ngày 16 tháng 8 năm 2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng chống và kiểm soát ma túy. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa yêu cầu các cấp ủy Đảng nâng cao vai trò trách nhiệm trong lãnh đạo chỉ đạo công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy, tiếp tục thực hiện có hiệu quả chỉ thị số 36 và kế hoạch số 165 ngày 2 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về thực hiện chương trình phòng chống ma túy trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025. Lực lượng công an với vai trò nòng cốt, chủ động tấn công, trấn áp tội phạm để đánh trúng vào đường dây ổ nhóm tội phạm và tệ nạn ma túy, tăng cường quản lý, kiểm soát chặt chẽ các loại tiền chất, thuốc gây nghiện, không để tội phạm lợi dụng mua bán, sản xuất ma túy tổng hợp, tập trung nguồn lực triển khai các hình thức cai nghiện hiệu quả, hỗ trợ tái hòa nhập, chống kỳ thị đối với người sau cai nghiện. Năm 2022, Chi cục Hải quan Hưng Yên được giao chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước 3.600 tỷ đồng, chỉ tiêu phấn đấu 4.000 tỷ đồng. Đến nay số thu đã đạt 87% kế hoạch năm. Đến ngày 15 tháng 9 năm 2022, số thu đạt trên 3.100 tỷ đồng, vượt 12% so với cùng kỳ. Số lượng kim ngạch trên 8 tỷ đô la Mỹ, số tờ khai xuất nhập khẩu tăng 3% so với cùng kỳ. Để đạt được kết quả này, Chi cục Hải quan Hưng Yên đã thực hiện ký kết với trên 1.500 doanh nghiệp và tiếp tục triển khai thực hiện ký kết với các doanh nghiệp mới khi đến làm thủ tục tại chi cục. Hiện có trên 500 đại diện các doanh nghiệp tương tác hàng ngày với cơ quan hải quan qua nhóm Zalo, hướng dẫn trên 150 lượt thông qua điện thoại về việc thực thi pháp luật hải quan và giải đáp 16 vướng mắc pháp luật hải quan bằng văn bản về chính sách thuế và thủ tục hải quan. Hội Nông dân Việt Nam vừa tổ chức hội nghị biểu dương 300 nông dân sản xuất kinh doanh giỏi toàn quốc giai đoạn 2017-2022. Tỉnh Hưng Yên vinh dự có 5 hội viên nông dân được biểu dương. Đó là nông dân Phạm Văn Cành ở xã Lý Thường Kiệt, huyện Yên Mỹ với mô hình trồng cam bưởi, Nguyễn Thị Hằng ở xã Nhuế Dương, huyện Khoái Châu với mô hình trồng thanh long đỏ, Nguyễn Đình Thao ở thôn Vân Dương, xã Hòa Phong, thị xã Mỹ Hào với mô hình thủ công mỹ nghệ, Nguyễn Hữu Tuệ ở xã Chính Nghĩa, huyện Kim Động nuôi gà siêu trứng, thu nhập trung bình 8 tỷ đồng một năm. Đặc biệt, có nông dân Nguyễn Văn Tuyên ở xã Xuân Quan, huyện Văn Giang là một trong 10 nông dân tiêu biểu toàn quốc được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng 3. Hiện nay, anh Tuyên có 22.000 m² sản xuất và kinh doanh hoa cây cảnh cho thu nhập khoảng 15 tỷ đồng. Với những thành tích xuất sắc trong học tập, ba học sinh trường Trung học phổ thông Yên Mỹ đã được nhận học bổng Odon Valley năm học 2021-2022. Đây là năm thứ 7 trường Trung học phổ thông Yên Mỹ có học sinh nhận học bổng này. Đó là ba học sinh Phan Thị Hải Anh lớp 11A11 giành huy chương vàng toàn quốc thi tiếng Anh trên mạng, Nguyễn Hoàng Hiệp lớp 12A1 giải ba khoa học kỹ thuật cấp tỉnh, em Trương Quốc Đạt lớp 12A1 giải khuyến khích tin học cấp tỉnh, mỗi suất học bổng trị giá 13 triệu đồng. Học bổng Odon Valley ra đời từ hơn 20 năm nay nhằm giúp đỡ các học sinh, sinh viên và các học viên sau đại học có tài năng xuất sắc trong học tập và nghiên cứu. Học bổng được tài trợ bởi Tổ chức Khoa học và Giáo dục Gặp gỡ Việt Nam cùng giáo sư Odon Valley. Trong vòng 2 tháng qua, trên địa bàn huyện Văn Lâm đã xảy ra 5 vụ cháy. Mới đây trên địa bàn xã Trưng Trắc đã xảy ra cháy chợ Ngọc Linh, thiêu rụi 70 gian hàng. Mặc dù một số cơ sở trên địa bàn huyện đã quan tâm đến công tác phòng cháy chữa cháy, nhưng vẫn còn một số vấn đề cần phải khắc phục để ngăn chặn hỏa hoạn xảy ra. Ngoài 4 chợ lớn và hàng chục chợ dân sinh, 24 cơ sở karaoke ở huyện Văn Lâm cũng là điểm nguy cơ cao về cháy nổ. Mới đây nhất, huyện đã kiểm tra và tạm đình chỉ hoạt động, hoàn tất hồ sơ đề nghị xử phạt 46 triệu đồng đối với cơ sở karaoke Luxury ở xã Lạc Hồng do không đảm bảo các quy định về phòng cháy chữa cháy. Tại Trung tâm Chống độc Bệnh viện Bạch Mai, cơ sở y tế đầu ngành về điều trị ngộ độc đang thiếu nhiều loại thuốc giải độc, kể cả những thuốc cơ bản nhất. Điều này đã khiến cho tính mạng của nhiều bệnh nhân trong tình trạng vô cùng nguy hiểm. Các thuốc giải độc có vai trò hết sức quan trọng trong quá trình điều trị cho bệnh nhân ngộ độc, có thể làm đảo ngược tình trạng của bệnh nhân từ một người trạng thái ngộ độc nặng nhanh chóng trở thành trạng thái hết ngộ độc, cải thiện đáng kể tỷ lệ tử vong. Tuy nhiên, những thuốc đặc hiệu hiện đang rất thiếu, các công ty không muốn nhập về vì lợi nhuận thấp.
Trước tình hình đó, Tổ chức Y tế Thế giới WHO và nhiều nước khuyến cáo thuốc giải độc cần phải đưa vào danh mục thuốc đặc biệt, thuốc hiếm, vì vậy rất cần có vai trò điều phối của nhà nước để đảm bảo cung ứng cho các bệnh viện. Các lực lượng chức năng đang khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ sập tường khiến nhiều người thương vong tại khu công nghiệp Nhân Hòa, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định vào chiều 15 tháng 9. Trước đó vào khoảng 16 giờ 30 phút chiều ngày 15 tháng 9, tại nhà máy chế biến thực phẩm công ty Savi Seafood Việt Nam thuộc khu công nghiệp Nhân Hòa đã xảy ra một vụ sập tường khiến đá, gạch, xi măng đổ xuống vùi lấp 11 công nhân đang thi công bên dưới. Vụ tai nạn đã khiến 5 nạn nhân tử vong, 6 người hiện vẫn đang được cấp cứu tại bệnh viện. Cũng trong tối 15 tháng 9, lực lượng chức năng đã tiến hành phong tỏa hiện trường vụ tai nạn, đồng thời trưng cầu giám định pháp y cũng như triển khai các biện pháp nghiệp vụ để điều tra vụ việc. Cơ quan công an thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục điều tra làm rõ trường hợp tử vong của cặp vợ chồng trong căn nhà trọ bốc cháy tại tổ dân phố Phú Sơn, phường Cam Phú, thành phố Cam Ranh. Trước đó ngày 14 tháng 9, người dân tổ dân phố Phú Sơn, phường Cam Phú phát hiện căn nhà cho thuê có khói bốc lên nghi ngút, lập tức hô hoán, tiếp cận, phá cửa chính để vào bên trong và sử dụng dụng cụ phương tiện tại chỗ dập tắt đám cháy. Tại phòng ngủ, người dân phát hiện hai thi thể, gồm một nam, một nữ trên giường và có mùi xăng. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định hai nạn nhân là cặp vợ chồng trú tại phường Cam Thuận, làm nghề nuôi tôm, đã có hai con, thuê nhà để ở. Thời điểm phát hiện vụ việc, cơ quan chức năng không phát hiện hai con của vợ chồng này trong căn nhà. Theo người dân địa phương, trước đó, vợ chồng này có xảy ra mâu thuẫn và dẫn đến cãi vã. Công an quận Ba Đình, thành phố Hà Nội đang xác minh điều tra vụ giả danh cán bộ công an lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền hơn 300 triệu đồng của một cô gái trẻ. Theo đó, ngày 8 tháng 9, Công an phường Vĩnh Phúc tiếp nhận đơn trình báo của chị T ở quận Đống Đa, Hà Nội về việc nhận được một cuộc điện thoại của một đối tượng tự xưng là cán bộ công an. Đối tượng thông báo cho chị T có liên quan đến một vụ án và yêu cầu chị cung cấp số tài khoản để phục vụ điều tra. Sau đó, chị T phát hiện bị mất hơn 300 triệu đồng trong tài khoản nên đã đến công an để trình báo. Trước hành vi lừa đảo ngày càng tinh vi, lực lượng công an lưu ý người dân cần cảnh giác, tuyên truyền đến người thân, bạn bè về các thủ đoạn, tránh mắc bẫy của đối tượng xấu. Chuyển sang phần tin quốc tế, Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa qua cam kết chống lại chủ nghĩa da trắng thượng đẳng và chỉ trích sự miễn cưỡng của ông Donald Trump trong việc lên án chủ nghĩa phân biệt chủng tộc cánh hữu. Tại một hội nghị ở Nhà Trắng, Tổng thống Biden nói rằng những người theo chủ nghĩa da trắng thượng đẳng sẽ không có tiếng nói quyết định, sự cay độc và bạo lực không thể tồn tại trong thời đại hiện nay. Tổng thống Mỹ cũng công bố một loạt các sáng kiến mới nhằm chống lại bạo lực thù ghét. Chỉ 3 năm sau khi đổi tên, Kazakhstan lại khôi phục tên gọi cũ của thủ đô như cách gọi trước đây. 3 năm trước, tên gọi Astana được Tổng thống đương nhiệm đổi thành Nur-Sultan để vinh danh cựu Tổng thống tiền nhiệm ông Nur-Sultan Nazarbayev. Ông Nazarbayev là người lãnh đạo đất nước trong 3 thập kỷ dưới thời Liên Xô và sau khi độc lập năm 1991 đã rời thủ đô từ Almaty đến Astana vào năm 1997. Tuy nhiên, một nhóm nghị sĩ cho rằng việc khôi phục tên gọi cũ Astana là công bằng về mặt lịch sử bởi tên gọi ban đầu được đề xuất bởi cựu Tổng thống Nur-Sultan Nazarbayev. Bên cạnh đó, người dân Kazakhstan cũng không chấp nhận tên gọi mới của thủ đô. Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA vừa qua đã công bố một video được tổng hợp từ hơn 1.100 bức ảnh chụp từ camera trên robot thăm dò sao Hỏa Perseverance để tạo ra hình ảnh toàn cảnh mới, rõ nét nhất về bề mặt của sao Hỏa. Trong video, thành viên đội hoạt động khoa học của Perseverance đã dẫn dắt người xem qua một vùng châu thổ sông cổ đại. Video cũng làm nổi bật các loại đá trầm tích, đồi núi, vách đá, vệt bánh xe của robot tự hành và khu vực thu thập mẫu vật. Vùng châu thổ trong ảnh chụp là một nơi quan trọng để khám phá do lịch sử từng chứa nước. NASA hy vọng Perseverance sẽ giúp giải đáp các câu hỏi sao Hỏa từng có sự sống vi khuẩn hay không. Robot tự hành đang thu thập mẫu vật ở vùng châu thổ để đưa về trái đất nghiên cứu trong tương lai. Một nhà hàng tại thủ đô Bangkok của Thái Lan đang giới thiệu với thực khách những món ăn làm từ thịt dế. Vị ngon và lạ của những món ăn này đang ngày càng thu hút nhiều thực khách đến thưởng thức. Cửa hàng này đang sử dụng dế được nuôi tại các trang trại sạch ở ngoại ô thủ đô Bangkok để làm nguyên liệu chế biến các món ăn như bánh kẹp, xúc xích. Trong đó, món ăn khiến nhiều thực khách thích thú nhất là món burger kẹp thịt bò và dế, ăn kèm với nước sốt và phô mai. Các đầu bếp đã khéo léo sử dụng gia vị khiến món ăn không còn mùi đặc trưng của dế, từ đó khiến thực khách cảm thấy ngon miệng hơn. Theo các chuyên gia, dế là loại côn trùng chứa nhiều protein và vitamin. Những năm qua, chúng được quảng bá là có thể thay thế thịt động vật. Hơn nữa, nuôi dế khá dễ dàng và ít gây tác động tới môi trường.
Quý vị và các bạn thân mến, bản tin 18h30 phút của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.